Thì xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Thì hôm nay là sẵn dịp đi cho Đốc thì Tiền với mẹ với lại thứ hai sẽ dẫn cả nhà đi tham quan chợ Châu Đốc nha. Đó. Đây là cái khu chợ Châu Đốc nè, ở đây bán rất là nhiều đồ luôn. Trước tiên thì mình đi sạp này vòng qua bên đó thêm hai. Đây. Ở đây nó có đường ra. À, nó có đường đâm qua bên đó nữa cả. Ở đây là bán dép rất là nhiều luôn á cả nhà ơi. Wow. Ở trong đây là cái khung chợ nè, bán những cái giỏ sách nè. Quá trời luôn, nấu giải giải đẹp luôn ha. Ở trong đó bán giải sơ mi kem trắng, đừng có chào nữa, không buông nó bán toàn nè. Giờ này là vào buổi trưa cả nhà, nhưng mà cái chợ này nó vẫn đông bình thường nha. Áo đẹp đẹp không em hai ha. Ở đây là me, hai thùng tiễn còn thùng đó, muối mắm me đó cân 60 ngàn nè. 60 chị mắm không chị? Ở đây bán bánh in nè cả nhà. Đây dạy nguyên ra ngoài đó là nguyên một cái dãy khô mắm, nó rất là nhiều luôn. Ngon lắm kìa. Đi mình đi qua bên đây trước đi, là muốn đi dạ. Đi tham quan chút xíu nữa. Dạ. Ở đây là đặc sản, ở đây là cá khô rồi cả nhà. Dạ. Ở đây hút nốt nè, giờ Tiền sẽ ghé. Ghé đây. À, ở đây mấy trái hút nốt, cái này là cái gì cô? Hai cái này nó ăn có gì khác nhau không cô? Cái ngọt, cái không ngọt, cái để lâu, cái không để lâu. Cái nào để lâu ăn được? Cái này thì để lâu, cái này về thì ăn chừng được vài ngày thôi. À, rồi cái này nó mắc hay là cái này nó mắc? Cái này nhiên cái nào nó không mắc gì mấy, cái này 45 đó 65 mà không có đồng cả, cái nó để lâu làm sẵn. À 45 ký. 45 ngàn một ký, còn bên đây là 60. Cái này là có chuối, chuối nữa nè. Chuối khô. À. Đây là làm chuối nha. Dạ. Me là hột nó chua, nó chua. Cái đó nhiêu ký vậy? Nó 90. Giữ ra bớt không cô? Bỏ hột rồi. Cái đó 5 ký mới được ký ruột đó đó. Vậy đó hả? Ừ. Là cái đó bỏ hột rồi đó hả? Cái đó bỏ hột rồi nãy mai. Cái này là bánh ninh. Này me Thái đang thử được không? Được, thoải mái. Cái này 90. Là cái này, là cái này hả? Cái này lộn ra trộn muối ớt mình làm ở đây nè, đặc sản. Đây ăn thử thì sẽ nữa. Chỉ có hủ luôn. Vậy ăn là nghe đó. Chua. Bớt đi cô ơi. Mua đây cô ăn đủ cho ăn đủ. Ta chạy vòng vòng quá nó lấy hổ giá rồi ăn đủ. Ở bên đây là có đường hút nốt, cái này là đường nguyên chất của hút nốt luôn hay sao chị? Là đường hủ là ngon nhất. Không có pha phải không? Không có pha luôn. Đảm bảo không? Bao hàng 100% cho ăn đủ. 50 ngàn. Hộp vậy là 50 ngàn hả? Căng như cô căng xem. Nếm thử cái mày. Nếm thử nữ đi, đúng đường hút nốt. Đây, cái này thơm mùi hút nốt không? Vậy là chính gốc hút nốt rồi đó. Vậy là một hộp thì 50 ngàn. Mẹ mua nhiêu mẹ ăn ký không? Đó là chim xài để 80 đây, căn ký đây. Mẹ nó rẻ chị đem trả là chị. Thôi chị đổ đây luôn á. Rồi chị hơi lấy 1 ký đi cô. Bao giá luôn. Eo nó là nhiều đúng không? Dạ. Dạ nét sống đồng quê cô nhớ đăng ký cho con nha. Dạ. YouTube con. Dạ chị. Ở trên đó là mình bán mấy cái hũ đó là hũ gì vậy chị? Em muốn quay vlog nữa đó. Vậy đó hả? Cái hộp đen đen với cái đó nặng. Cái hộp đen đó là cái hộp me đó, hộp me trái người ta lột quá là vô muối này là vô hũ đó. À. Mấy cái đường này là đường gốc hay là đường thường pha hả cô ha? Dạ pha đường mía. Cái hũ đó là ngon đó, là cái cho thử đó. Dạ. Cái dừa đó mình vô hộp gì đó hả chị? Dạ hạt dừa đó vô hộp đó. Hàng mã năm nay mới có. Me này cũng vô bọc bọc gì hết ha. Một hộp gì 35 ngàn. À. Không ngon trả lại phải không? Không ngon được, đi xin trả lại. Từ Châu Hành, từ Châu Hành đi lên trên đây trả lại. Cái này làm trứng hả? Ăn tâm đi. Ở đây cũng có bán bánh tráng nè, hạch dừa nè.
Cái hạt dừa này là một bao nhiêu một bịch cô? Cái loại này 15.000. Còn bên đây cũng vậy luôn. Ủa sao cái sao hai cái hương hiệu nó khác? Tại vì cái loại này là loại thường thôi, cái loại đó ngon nhất lắm đấy bác. Dạ. Cái bịch này 15, còn này 35. Hai thứ này có thứ. Cái đó là 1 kg rồi đó hả cô? Dạ thôi 1 kg được rồi, cái đó ăn cũng cả năm mà. Cái hàng này hàng Thái nó hợp chất. Dạ để con coi xong rồi. Dạ hợp chất. Cái này túi Việt Nam mình luôn là chính hiệu luôn phải không? Hồi đấy mình lấy Việt Nam chơi Việt Nam chính hiệu. Hàng Việt Nam mình chơi Việt Nam hả? Việt Nam chơi Việt Nam đi. Lấy con một bịch này nữa đi cô, để chung đi hai. Đó một bịch đây một bịch. Ủa sao ngộ vậy, ở đây nói là Việt Nam, sao này nó có chữ Thái? Cái này hàng hợp tác, Thái hợp tác mà Việt Nam chính thống. À vậy hai cái này cái nào ngon? Cũng như ăn nhau à. Ủa sao ngộ vậy? À, tại tao nói là ngon ngang nhau, tao bỏ mình có giá tiền thì mình bán ngang giá tiền. Dạ. Nhưng mà nó coi hủ, cái này là ngon nhất hả? Chịu luôn, không có ngọt quá đâu mà. Có vừa ăn không? Vừa ăn. Thôi vậy thôi lấy thử hủ này đi. Không thể cái nào đó. Hủ này với bịch đi ha. Với lại lấy một bịch đó đi. Rồi. Ký me, ký me, ký me. Dạ bự thế nào? Đây vừa lâu. Dạ không. Nhiêu thôi. Có mua me trái không? Dạ không. Thấy cái đó rồi. Chua quá. Ở trong đây hình như là có bán cái gì trong đây nữa nè. Hủ đường không? Cái này là mực đó hả? Mực này là làm gì vậy cô? Xé ra làm ăn. À, cái mực này mình nó làm sẵn mình chỉ xé ăn thôi ha. Cái này chuối, chuối nghèo nè. Chuối nghèo đường. Chuối sấy. Cái này là cái này là gì cô? Xí muội tươi. Xí muội tươi ha. Cái này tầm ruột. Một bát đầy đủ hết trơn luôn cả nhà. Này là muối nha. Này là muối Tây Ninh hả? Cái này là nước màu, nước màu không đúng phải, mà. Phải đâu. Nước màu không đúng. Nước màu hả? Nước màu á. Vậy hả? Vậy là một keo gì là nhiêu vậy? 20. Keo này 20.000. Cái màu con thấy trên cái đầu nó cũng đẹp quá nè em hai. Màu nó cũng đẹp quá. Bằng thuốc lốt. Cái này là chuối sấy. Cái này bán không thiếu gì trơn hả chị? Yeah. Bán đủ thứ hết trơn đây, luôn. Khu du lịch. Ở đây thường thường chắc mình bán cho khách du lịch nhiều hả cô ha. À, mà ngày nào mình cũng có bán hết, cũng mở hết. Mấy tháng giếng này á. Dạ tháng giêng, mấy tháng giêng cũng vắng. Vắng nha. Vậy có tháng giêng với tháng tư là nhiều nhất. Đúng rồi. Dạ. Ngay dịp lễ thì mình bán nhiều hơn. Là chỉ bán cái này theo tháng. Hai tháng. À, bán suốt luôn. Bán suốt luôn nhưng mà có hai tháng đó là đắt nhất. Gông gông biển. Gông biển hả chị? Dạ gông biển. Đi đi mình đi dạy nha. Gọi tính tiền cho con luôn cô ơi. Hết luôn. Không mua được hả em? Thôi không mua. Dạ không, không mua. Lấy hai cái đó. Bà không chịu mua rồi. Ngủ đem về để dành xài. Ngon mà, lần đi lần khó mà. Lên YouTube mà xài quảng cáo giùm ngon. Không nhớ mặt rồi. Chuyến sau là quay lại. Mới quảng cáo được, không ngon rồi. Cái này của con hết luôn nhiêu vậy cô? 190 nè, con gửi. Dạ. Dạ. Dạ không. Dạ rồi. Cảm ơn nghe mấy cô. Rồi. Chúc mấy cô buôn may bán đắt. Đó, ở nguyên vòng vòng ở đằng đây là toàn là mấy cái sạp khô rồi này kia không mà nghe cả nhà ơi. Ở đây mỗi một cái như vậy là có cái thương hiệu riêng chân luôn ha. Ở đây là nguyên một hàng dọc. Lên Châu Đốc là chắc chắn là sẽ ghé ngang đây để mà xem, để hưởng thức những cái món khô hay cả nhà. Ở bên đó đi mẹ, qua đây đi mẹ. Ba khía, cà na. Cà na này sao mà nó trắng, còn cái này thì nó đỏ gì? Cái này xanh đường chín, còn cái đó đập sống của cô. Cái đó đập sống hả? Cái đó là tôi ăn thử một trái này nữa. Ăn đi cô. Tao đi cây tâm con thử nè. Cái tâm đó tao đốt. Có cây tâm nè. Cái đó nhiêu ký vậy cô? Ký 8 chục. Cái này là nó còn sống nha. Cái này đập sống vậy. Ba khía này cả nhà. Ở đây trộn là trộn sẵn ba khía nguyên thao như luôn á. Ba khía này mình bán nhiêu ký cô? 108. Rồi quá cả nhà ơi. 109 đó cô. 108 này 102. Ồ. Cái này là con bự cũng đó là con nhỏ hả? À con nhỏ, cái đó là ngọt không mẹ? Chua chua ngọt ngọt. Ngon lắm. Ăn thử đi. À. Mình lấy mấy ký? Lấy nửa ký này thôi. Cái này mình bỏ bọc hầm về nó chua không cô? Không. Nó không có hôi hả? 7 ngày chưa hư. Dạ. Cái này ngon lắm. Hư đem lên đổi lại.
không có đâu, cái này ngon lắm. Nguyên ký 80 rồi được. Thôi dùm con mấy ký cho chị nào. Tôi biết cái lạ. 400 giá. Ở đây mình bán một ngày như hết 5 ba khí nè không cô? Thấy nhìn ba khí ngon quá trời luôn. Thì theo bữa, hên thì trúng mối gì hết. Dạ. Tôi thì không hết. Bữa nay bị công an gượt hoài còn đi thôi. Ủa vậy đó hả? Bị công an gượt. Công an gượt nữa hả? Chợ đuổi đó. Chủ đuổi đâu có cho bán đâu. Dạ. Nhưng mà mình ở đây thì tiệm vàng cho bán ha, bán trước cửa này. Để đợi, để đợi vậy đó hả? Dạ. Người ta đuổi mình đi. À người ta đuổi mình cái mình đẩy đi chỗ khác. Cái nào lấy cái mình đẩy lại. Không ăn được cái mình cứ chạy luôn. Trong 10 ký không? Dạ thôi được rồi cô. Dạ. Con lấy nửa ký cana thôi ha. Dạ. Ở bên đây đa số là người ta bán rồi xài xài cái gì nhỏ nhỏ không mấy mẹ ha. Xài này là xài ăn ca. Là clép á chị. Clép hả? Ồ, miếng giấy gì đó. Bán bánh mì. Cái này nó có thật không cô? Để ăn thử đi. Gặp đại trái đi. Trời cho ăn thử hả? Rồi ăn thử không mua rồi sao? Ăn đi. Mua mua thôi. Gặp đại đi. Có hợp không? Đúng. À. Chua chua ngọt ngọt. Cái xài ngộ quá cả nhà ơi, có xíu à. Ừ. Cái hộp nó nhỏ xíu xíu à. Có hộp. Giấy vậy đó, nó chua chua nó ngọt ngọt rồi mà. Cái cù xài nó có nhỏ xíu à. Này nhiêu ký cô? 45.000. Bớt đi. Không, bớt thiệt. 40 đi. 45. Mẹ lựa mẹ. Mua ký về cho miêu cạp mẹ. Lựa mấy trái nào mà ú ú ú ú. Bà lựa cho kìa, bà lựa đi. Ú ú nha, ú ú nha. Nè. Ừ, đừng mấy bị úng nha con nha. Trời ơi, úng biết gì. Chuyện xài giờ em thấy thèm luôn mà úng đi. Ừ, mấy trái này nhỏ nhỏ lựa mấy trái bự bự đi cô ơi. Đừng có chê, mau mốt ghé đây kêu tôi lựa trái nhỏ. Ký thôi được rồi cô ơi. Đây là trái 50 nè. Dạ. Dạ rồi. Chua chua ngọt ngọt. Ừ. Còn xài trong đây là xài gì cô? Hái. Xài hái nó có chua không? Ngọt cây à. Dạ. Là ta kêu ba màu đúng không? Hái. Thái ghi ba màu ghi nha. Rồi cảm ơn cô. Dây. Ở đây là khô nè, cả nhà khô cá sặc nè. Khô cá lóc. Ngon quá ha. Đi mình đi dạy ở khu trong kia đi. Ở đây giờ này thì chợ nó hơi vắng thế mày ha. Có đi buổi sáng hoặc là buổi chiều á, chợ này mới đông ha. Bé Miêu ngủ rồi chứ không ai cho bé Miêu đi heo chạy. Đói bụng không mẹ? Đói bụng không? Đói bụng không hay? Cái sạch cá lóc ở đây nè vậy. Cô sạch cá lóc có 5 phần rồi mua mem đi. Dạ cô có 5 phần ngon. Ủa cái này là cá gì cô? Cái đó là cá chèn. Cá chèn hả chị? Dạ. Cô cá chèn hả? Cái đó 100g 15.000. 15.000 hả? Dạ. Còn cá sặc? Cái này 1 ký 160. Còn trên đó thì 200. Ủa sao nó thấy cũng giống nhau ta? Cái này nó nhỏ hơn cái đó một chút. Dạ. À. Cái này mình phơi nó khô chưa? Khô à chị, khô em mới lên trường. Dạ. Cái này là khô cá dứa hả? Dạ cá dứa. Cá dứa nhiêu ký cô? Cá dứa là 150. 150 ký hả? Là cá dứa hả? Cá lăn phòng. Cá nào nó ăn ngon? 140. Nói chung cái nào cũng ngon, tùy tôi chỉ thích thôi. Dạ. Cái này là cá lóc ha. Cá lóc này là mình muối tự nhiên mà nó không có ướp màu gì hết cho nên nó trắng ha. Wow, ngon quá. Cá lóc ngon. Cá lóc thì 180. Giữ giờ bớt không? Còn trên đó là 200, gấp da gấp xương. Dạ. Bớt đi mua chị. Giá sỉ. Giá sỉ ha, 150. Còn mình bán giá ngoài là nhiêu cô? Cô bán ngoài 180. Còn cá này là đó là cô bán 200. À, lóc da lóc xương á luôn, là cá này là không có xương luôn ha. Dạ. Ở đây là khô cá chèn. Dạ. Giống nhau. Ngon lắm luôn. Cái này là cá lăn phòng hả cô? Nhiêu ký cô? 130. Nhà 130 giá sỉ tại vì do là tiền mua khô này cho một cái bà chị ở nước ngoài rồi xong rồi chuyển lên Sài Gòn á, em chị sẽ chuyển đi ra ngoài cho chị cho nên là mua số lượng nhiều là cô á là tính giá sỉ cho tiền nha. Còn cá này cô cá dứa bằng cá lăn phòng đúng rồi. Khoảng nhiêu? 130 luôn ha. Dạ. Còn cá sặc rồi, cá sặc
này là cá sặc gặn hay là cá sặc gì cô? Sặc gặn nó không được nhiều, cái dùng cái sặc gặn người cứ lò thơ. À. Dùng gì mà chưa có sặc. Giống như là cá này mà mình nuôi hả? Cá nó tự nhiên rồi con ơi. Cá tự nhiên hả? Dạ. Cá này nó hơi bụng mình về mình phơi luôn. Cá đó là nó đủ nắng luôn á. Nó gặp mấy anh lại đuổi đi nữa. Hồi sáng giờ lại tàn là gặp đuổi đi không á. Hồi sáng thì đi tới đây là cái này với cái này nó cùng giá phải không cô? Ờ con, hai trường nó cùng giá. Thôi cũng tranh thủ mua để cho cô dẹp vô cái nhà để người ta đuổi. Vậy cho con cái bọc đi, con lụm nha, lụm vô. Lấy cá lóc chưa? 5 kg cá lóc nha. Lựa cá ngon bự như vậy cho em nè chị. Đừng lấy nhỏ. Quen lấy cá khô đi con. Cá khô nha. Trên ra đi. Rồi. Đã quen rồi lấy cái phía cho em đi. Lựa đảm bảo ngon nha em ơi, mốt là có gì là chị gửi chị mua. Đâu. Dạ. Cô rồi. 5 kg nha. 5 kg sữa đủ nhớ cho nhiều nhiều bột nha. Để đi đường nó thôi. Quen rồi. Cá sặc này thường mình lựa khô sao là nó ngon. Khỏi lựa nó đều hết trơn. Đều gan luôn ha. Cá này là cô tiện hết trơn. Mấy dạ. Cá nhỏ là cô dạt giá trơn luôn. Dạ. Cá này khô giờ mình nướng á, mình nướng chi gì cũng ngon. Cái này trộn gỏi xào rau, gỏi xài đồ hết sảy luôn. Ngon. Cái lăn phần 5 kg đúng không? Dạ. Không, cá lăn phần 3 kg, cá dưới 5 kg. Cái này 3 kg thôi. Chị ơi, cái này 3 kg. Ở đây cá sặc đó cả nhà, thịt rất là thịt luôn nha, bóp vô cái là biết thịt không luôn á. Ngon dữ lắm luôn. 10 kg. Dạ không, con có ăn mắm. Dạ. Cái này con mua giùm thôi chứ con không có khả năng mua nhiều vậy đâu. Cái bạc cam này kìa, đừng như bao lớp chứ. Cái đó là con nói thiệt. Ô cái gì nó nhảy dưới rồi. Như bao lớp chứ. Ở đây là cô bán nhiều, giống như là chỉ có mấy loại khô này mình có bán, mình sao mình không mua nhiều loại khô về mình bán nữa cô? Chỗ không có để, không có chỗ để. Không có chỗ để hả? Hoài đó con ơi, hoài vậy đó. Rồi khổ quá. Rồi hoài, từ cách chợ giờ tới giờ hoài vậy đó. Hồi sáng tới giờ con đi tới đâu sao bị đuổi tới đó vậy ta? Hồi sáng giờ là đi mấy chỗ cả nhà? Rồi mà thấy dẹp không mà. Chợ đủ giờ đó con. Chục ký. Chục ký là chợ mới này nè. Nhiều ký chứ. Bọc 5 đi chị, đủ 5. Lấy bọc 5 kg đi, chia ra đi. À, cái này 5 đi, là cái bọc này là 5 kg. Dạ. Đi. Ngon ghê em ha. Đi cái nào tiễn rồi hết trơn luôn, không có cái nào mà không bỏ rồi. Dạ. Con uống được con thì 3 tiễn thì 3 tiễn. Tiễn nhưng mà con cũng phải lựa à. Con lựa con nào uống à, giống nó. Cô thấy người con chọn không? Con dạ, chọn là giống cá với giống con. Uống thêm đi đủ 5 kg. Còn mấy cầm mấy con nữa cưng. Ở ngoài đây hình như là nó không có ngon hùng mấy mày nha. Nha cưng. Yên tâm đi. Ở dưới đây còn không? Ở dưới đây còn không? Con có nhiều đó, con đâu có để nhiều được. Vậy đó hả? Hai trường đó là chị mới chắc lên không nhé. Ra con lấy con bán nhiêu mà lấy nhiêu rồi chứ không có hàng cũ rồi đừng sợ. Dạ. Đã có danh thiếp rồi là không bán đồng bậy cho cưng đâu nè, ở ngoài ngon. Dạ. Cái này là con cầm lặng ịch luôn á. Dạ. Nó nhỏ đâu nè con nè. Thôi con cá này nó ốm nhơm mà con không có chịu. Con cá này còn luôn chứ. Con khoái uống uống giống con. Con khoái uống rồi, nó khoái uống. Rồi đó. Thôi như được rồi. Thấy cái con này nó ốm nhơm nhắc nè. Cầm trước đó. Ở đó mấy ký đủ 5 ký cá sặc chưa? Cái này chưa đủ 5 ký lắm hai ơi. Lựa dày thịt cho em á. Mà con nào cho nó ấy á. Cái đó là ngon trong đó. Ta lửa gì mà trên? Okay. Cái nào uống uống quá. Uống cho em đi con. Quen nãy nó chàng này đổi ký nè, để giỏng tính tiền luôn. Cái vàng nó nhiêu ký chị? 140. Tính nửa ký 70. Ngon quá. Okay. Để vô luôn này. Dạ con hết đi con. Cá dứa rồi chưa cô? Cá dứa rồi luôn không? Nãy có lửa ngon ngon không nha, nãy quên coi nữa. Rồi, 5 kg đủ chưa? Chưa, đôi phút. Cái sợi đó không giá hay gì? Cái sợi này nó giá bự hơn hả? Để con hơn. Con nữa. Đủ rồi. Ở này vô nè, vô rồi đâu tiếc đó. Vâng, chữ này là lấy giấy ghi to cho em đi. Lấy
Được, là chuyến sau là chị gọi thẳng tới đây chị mua luôn à? Có chứ, gọi đó cho. Dạ. Điện đi à, chị làm sẵn cho. Dạ. Ở đây khô là thấy cái thịt đó là nó chắc thịt rồi. Tại mình đụng với mấy con nào nó thịt nó cũng nhiều hết. Như là cái sặc á, cái này là kêu con cá ngon, cá dứa, cá dứa. Cái gì ngon. Nó giống con cá ba sa của mình rồi, con cá hú mình với anh. Ủa cá dứa với cá ba sa sao nó khác nhau cô? Khác hả? Con cá ba sa con mặn cái này đâu có được. Vậy đó hả? Thịt nó mỡ dữ lắm. Dạ. Giống như là một ngày mình bán được mấy chục ký cô? Dạ, 70 ký là mình bán nhiều. 100 ký không? Hơn luôn hả? Trời ơi, vậy là giàu với lại khô luôn rồi cả nhà. Bởi vì ai nói bán khô khổ đâu, giàu không chết. Có mình canh ký lời 10 ngàn coi nhờ tổng cộng 3 triệu 390 đó. 3 triệu 390 ha. Dạ. Kỹ chưa? Nhiêu? 3 triệu 390. Mà lấy 3 triệu 350 thôi, bớt con 40. Dạ rồi, cảm ơn cô luôn. Rồi đưa có phiếu đây là đây tên luôn. 2 triệu. 3 triệu. Đây, 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi như 3 triệu 350. Tháo lại 150. Dạ. Dạ, kéo nè con. Để về em cộng lại. Ừ. Có gì em gọi lên, gửi khô về cho em. Ngấy đi rồi chị đi, chị gửi cho. Dạ. Gửi tới nơi luôn cơ. Dạ, rồi. Sao mình xách đi luôn, nó nặng dạ. Quá. Mình gỡ đây thôi, chị xe quá vậy. Thôi ngồi hồi chạy xe qua đây đi, gửi đây đi. Dạ, lấy chứ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, buộc lại cho con đi. Cho nó gọn. Mấy cái đó để vô đây. Để vô đây luôn đi. Ừ, đồ ăn nó hôi không ta? Không hôi đâu. Không hôi đâu, không hôi đâu. Để kia như vậy đi. Còn bọc nữa kìa. Rồi cảm ơn hai cô nha. Rồi. Chúc mà cô buôn may bán đắt. Chúc con cũng mời người ta cho vô coi nhiều nhiều cho dạ. Tiền. Nhớ vô ủng hộ kênh con là được. Nét sống đồng quê. Nét sống đồng dạ. Rồi. Nếu chị có quên thì lên bên bên qua bắt đắt hay chị. Có điện thoại con quay lại lấy nha cô. Rồi. Dạ. Rồi. Rồi, rồi đi về ra đây. Cuốn cá cuốn mắm luôn á cô. Vô nhà đi con, cho nó má. Dạ. Wow. Con nghe nói là bún cá bún mắm là nổi tiếng Châu Đốc hả cô? Nhưng mà đó. Đó, rất là nổi tiếng nha. Má ăn bún gì? Ăn bún cá này. Bún cá hả? Mẹ ăn bún gì mẹ? Bún cá luôn nha. Đây cái này là heo quay nè, bún mắm nè. Là tất nhiên là có cái này với chả cá. Rồi sao cái này có bánh tằm nữa chị? Vậy bánh tằm là bún mắm. Bún mắm là bánh tằm cộng bự. Không ăn cộng nhỏ vậy. Vậy hả? Dạ. Đây hấp dẫn nhất là cái xề gao, thao gao. Gao đắng. Gao đắng đây cả nhà. Điên điển. Nấu cháo với cá lóc đồng. Gao muống. Hay quá. Ở trong đây nè có bán nhiều loại đặc sản ở trong đây, me, bánh ninh rồi này kia cả nhà. Thôi cho con ăn bún mắm đi. Ừ. Dạ. Con bún mắm. Mua hai cái nồi nước lèo. Ngày bán mấy nồi cô? Bán buổi sáng thứ hai nồi. Hai nồi hả? Thứ hai nồi, đi cá hai nồi, bún mắm hai nồi. Dạ. Rồi mình có bán tới chiều luôn không? Không, sửa sạn dẹp rồi đó. Sửa sạn gì là sửa sạn dẹp rồi đó hả? Ừ. Wow. Đặc sản mà bởi vì đi ngang là ai cũng phải ghé đây. Ăn bún bún mắm đi. Cái gì á? Vậy là tôi bún cá hay tôi bún mắm? Đổi ý kiến rồi. 180 độ thấy không? Đổi ý kiến. Giờ lên ăn bún mắm mà ăn bún bánh là bún bánh Châu Đốc. Cái này ga của con bún mắm của con trụng không? Trụng chín cái con đi. Như là dưới sống dưới trụng đi. Dạ. Mày dưới bún. Nghe không? Bún ga. Ớt. Ngon lắm á cả nhà, ớt khô, ớt tươi ai muốn ăn gì vậy? Ớt khô đây cả nhà. Đây, ớt tươi đây. Một tô cá, hai tô mắm. Dạ, hai tô mắm, một tô cá. Ở đây mình có nước gì vậy cô? Ở đây có trà đá. Tặng miễn phí. Dạ. Này cái đây là tặng trà đá luôn nghe cả nhà, khỏi tốn tiền nước, ăn bao no luôn. Bao gạo luôn hả? Muốn ăn nhiêu gạo cũng được hết hả? Cái này là gặp dân Sài Gòn là hơi bị mệt nha cô. Chứ dân Sài Gòn là ăn gạo dữ lắm luôn á. Dĩa rau sống gì, dĩa rau chín đi. Dạ. Có cá luôn.
vậy là bún mắm là nó đủ thứ luôn, không thiếu món nào hết trơn á. Cá cũng vậy luôn, cái nước súp nó khác nhau thôi. Giống như là cái mắm thì nó có mắm thôi kìa, nó không có mắm. Dạ. Một ngày là cô bán 4 nồi như vậy, 2 nồi bún mắm, 2 nồi bún cá là biết là quán cô đắt cỡ nào rồi đó các anh chị đó. Xin bưng cái dao vô đi, rồi lấy cái dao tụng. Bún cá. Bún cá của anh cô đắng được mà. Hiếm hai không nghe nói là cháo cá gao đắng hả? Đây, cái này là gao trụng nè, ăn gao trụng hay ăn nha. Con là con ăn gao trụng, gao chín. Nhìn tô bún mắm của hai là biết hấp dẫn rồi đó. Trời này là uống nước ngon hơn ăn nước, cả nhà nóng quá trời nóng luôn. Cái này cậu 40 độ luôn. Bữa nay quá nóng luôn. Vậy đó hả cô? Dạ, cái này chả. Cô nói một ngày bán 4 nồi mà buổi sáng không mà con thấy là con hết hồn rồi đó. Ừ, thật nữa. Tại vì thứ bảy chủ nhật hả, không có chỗ đầu xe đi ra. Dạ. Vô đã bắt đầu chờ. Chủ nhật là đông nữa hả cô ha? Đường đối luôn. Để có dịp con đi ngay chủ nhật á, con ghé cô. Mình để vậy là mình để rau lên ăn cái rồi. Có nước mắm mè nè, chị múc nước mắm mè nè. Thôi cô vô cho cô chỉ cho bác ăn. Thôi nè, múc mắm mè ra tắm đi. Để ớt đi đồ vô. Dạ. Ăn bún cá không mày. Bữa nay lên ăn bún cá à, cá thì phải muối ớt này ra nè. Dạ. Muối ớt này ra nè, dầm cái gì đậu canh vô. Dạ. Trời ơi. Không đói bụng rồi đó. Mời cả nhà nha. Độc lắm. Đây mời cả nhà ăn bún mắm cả nhà ơi. Đây tôi bún mắm nè, trong đó là có chả cá nè cả nhà. Cá lóc nha. À, cái này là mực. À, heo quay. Đó. Cho con cái muỗng với em hai. Chắc là ngon. Chắc là vừa. Mời cả nhà ăn bún mắm nha. Bún mắm cho đốc nha cả nhà ơi. Cho vô đây miếng chanh. Ớt nè. Trời ớt rồi. Ngon quá. Miếng muối. Trời ơi ngon. Mà cả nhà ăn bún mắm. Cá rất là ngon. Nhưng đó bụng mà gặp ăn tô bún này thì còn thì cũng bún mắm là cái cọng nó sợi nó bự hơn bún cá của mẹ Tuyền ăn cả nhà. Mẹ Tuyền ăn là bún cọng nhuyễn, còn Tuyền ăn là cọng to. To hơn, bún mắm cũng to hơn. Đây mực, bún mắm là không thiếu hải sản nha. Mực cô làm á cũng rất là dai luôn, không có bỏ. Cái này gì đây? Chả cá. Chả cá ngon lắm. Vừa ăn. Chả cá ngon quá. Nếu mà cả nhà có đi ngang trong chùa Bà ở trong đó hoặc là đi ra chợ Châu Đốc thì ghé. Ở đây là đặc sản là bún cá nè, bún mắm nè, đặc biệt đó là các loại dưa mắm nè, với lại mắm cá lóc, mắm cá linh, mắm cá sặc. Đồ là những gian hàng rất là đông đúc luôn. Rất là ngon luôn á cả nhà. Cái nước nó đậm đà. Cái nước cũng ngon chứ. Nước cũng vừa, miếng cá cũng vừa. Chắc là ngon. Ăn mới mốt chắc ghiền quá. Từ vô hành chạy lên Châu Đốc ăn. Ghiền quá rồi, mắc con đi xe lên Châu Đốc ăn cái gì kìa. Không biết có xíu gì tới dưới. Dạ. Dạ. Chạy vô hành đó cô. Dạ. Dạ ăn tiếp anh. Rồi em ghiền, em ăn cái mùi bắn em ghiền rồi sao rồi em xe lên cái gì? Xe biết lên. Xe biết lên. Xe biết rẻ tiền nha. Hương vị của nó rất là đậm đà luôn. Thì hôm nay á Tiền đi đến đây để ghé mà mua khô cho một bà chị với lại cho cả nhà tham quan cái chợ Châu Đốc như thế nào nha, và đặc biệt là ăn tô bún mắm với lại tô bún cá ở Châu Đốc, đó là đặc sản ở đây. Nếu mà có đi qua Châu Đốc này hãy nhớ ghé ăn đặc sản của Châu Đốc An Giang, đó là bún mắm và bún cá và những cái loại mắm rất là ngon, rất là thơm luôn cả nhà. Hãy đăng ký kênh Nét Sống Đồng Quê, ủng hộ, like, chia sẻ để Tiền có nhiều động lực làm những video tiếp theo nha. Còn bây giờ xin chào, bye bye, bye.